Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tiếp tục đánh dấu sự thành công trong công tác tổ chức một sự kiện quốc tế của Việt Nam. Đông đảo bà con người Hải Phòng tại Cộng hòa Séc, Slovakia, Bulgaria tham dự đêm nhạc Hải Phòng xưa và nay được tổ chức tại Cộng hòa Séc. Tấm lòng của Kiều Bào Đức với thế hệ trẻ Việt Nam khi trao nhiều suất học bổng nhằm động viên, khuyến khích các em học tập. Thưa quý vị, vào sáng ngày 14 tháng 5, lễ bế mạc Đại lễ Vesak 2019 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, chư vị lãnh đạo các giáo hội, giáo phái Phật giáo trên thế giới cùng đông đảo đại biểu và Phật tử trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak Liên Hợp Quốc khẳng định, Đại lễ Vesak đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn trong việc tổ chức Đại lễ Vesak. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đại lễ Vesak đã được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, nêu cao thông điệp hòa bình, đoàn kết trên nền tảng giáo lý Phật giáo. Chủ đề của Đại lễ, cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, đã được tuyên xưng, thảo luận, thống nhất, thể hiện qua tuyên bố chung Hà Nam về Vesak 2019, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Việt Nam thực hiện nhất quán quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tham gia tích cực giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội. Việt Nam tiếp tục nỗ lực có chính sách tốt hơn nữa trong việc cải thiện đời sống người dân, thực hiện bình đẳng xã hội, xây dựng đất nước công bằng, văn minh. Trước đó, ngày 13 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức buổi gặp mặt kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019. Tại buổi gặp mặt, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao việc các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã hướng về quê hương, nhất là trong việc chia sẻ, đóng góp các nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển đất nước. Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cũng khẳng định sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường quan tâm đến đời sống sinh hoạt tâm linh của Phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt, trong đó có các Phật tử ở nước ngoài. Việc thành lập hình thành chi hội Phật tử ở nước ngoài cũng góp phần quảng bá văn hóa tâm linh của Việt Nam. Cùng ngày 13 tháng 5, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã tiếp đoàn đại biểu Phật giáo Hàn Quốc do Đức trưởng Lão Hòa Thượng Yu Frank Jin làm trưởng đoàn. Theo phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, vào chiều ngày 13 tháng 5, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản, Ban tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2019 đã tổ chức họp báo về lễ hội lần thứ 11, dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 tại công viên Yodogi ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tại buổi họp báo, Đại sứ Vũ Hồng Nam nhấn mạnh, đây không những là kênh quan trọng giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mà còn là cầu nối gắn kết những người con Việt Nam xa nhà đoàn kết, thương yêu lẫn nhau. Lễ hội sẽ không chỉ bó hẹp ở một số địa phương như Tokyo, Kanagawa, mà sẽ được nhân rộng ra trên toàn Nhật Bản như một động lực, món ăn tinh thần không thể thiếu trong hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 11 sẽ có khoảng hơn 120 gian hàng, bao gồm 60 gian hàng ẩm thực, 60 gian hàng trưng bày hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ, giới thiệu tiềm năng du lịch, đầu tư của Việt Nam. Khách tham quan có cơ hội được thưởng thức các hương vị ẩm thực của Việt Nam, các chương trình văn hóa, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Đêm nhạc Hải Phòng xưa và nay nhằm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Những Người Con Đất Cảng, tiền thân của Hội Đồng Hương Hải Phòng tại Cộng hòa Séc và chào mừng ngày truyền thống thành phố Hoa Phượng Đỏ 13 tháng 5 năm 1955 vừa được tổ chức tối ngày 12 tháng 5 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo các hội, đoàn người Việt Nam và gần 500 người con Hải Phòng hiện đang sinh sống, làm việc tại Séc và những nước lân cận như là Slovakia, Bulgaria. Với những hoạt cảnh về nữ tướng Lê Chân, người sáng lập ra thành phố Hải Phòng ngày nay, các bài hát truyền thống về thành phố Hải Phòng do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ các câu lạc bộ văn nghệ trong cộng đồng người Việt Nam tại Séc biểu diễn đã tái hiện lịch sử hào hùng và sự phát triển giàu mạnh của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Phát huy truyền thống của quê hương, những người con đất cảng dù ở xa tổ quốc, dù làm bất kỳ công việc gì,
vẫn đoàn kết, giúp đỡ nhau, cố gắng vươn lên hòa nhập với xã hội sở tại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước. Chúng tôi đến tận điểm này có thể nói là cũng rất tự hào, và đặc biệt là những người con Hải Phòng đang sinh sống tại Cộng hòa Séc và đã trở thành những doanh nhân, tất nhiên cũng còn có những cái cá biệt còn nằm trong cái vấn đề về kinh tế, nhưng đại đa số tất cả những người con Hải Phòng ở đây đều có cái sự đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ nhau để cùng tiến lên và thành đạt và hòa nhập với cộng đồng tại Cộng hòa Séc. Hội những người Hải Phòng như thế này mục đích là để kết nối bà con kiều bào ở xa tổ quốc để dựa nhau khi khó khăn và giữ gìn, giúp cho các cháu thế hệ sau này biết được văn hóa của nguồn cội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và giữ gìn tiếng Việt. Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội đồng Hương Hải Phòng nhiệm kỳ 2019-2023 cũng đã chính thức ra mắt. Hội đồng Hương Hải Phòng, tiền thân là Hội những người con đất cảng, được thành lập vào năm 2009. Sau 10 năm hoạt động, Hội đã phát triển và lớn mạnh không ngừng, đóng góp to lớn vào sự vững mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Hãy viết một bức thư về người hùng của em. Đó là chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48. Cuộc thi do Liên minh Bưu chính Thế giới tổ chức và dành cho tất cả các em học sinh dưới 15 tuổi. Và người hùng của tôi là tầng ozone, là bức thư đặt giải nhất năm nay ở Việt Nam. Bức thư đặc biệt này là của em Nguyễn Thị Mai, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Gửi tới Ozone, người hùng của tôi. Hẳn anh sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư của tôi. Tôi viết cho anh bằng cả sự trân quý, ngưỡng mộ và cả nỗi hổ thẹn nữa. Đó là những dòng mở đầu trong bức thư gửi người hùng của Nguyễn Thị Mai. Trong năm 2018, em có đọc một bài báo về thiên tai của thế giới. Thì vấn đề em quan tâm nhất đó chính là về đề tài tầng ozone ạ. Vì với chúng tôi, anh vừa là ân nhân, vừa là anh hùng. Nhưng có lẽ chính chúng tôi đang làm anh tổn thương, người hùng nhỉ. Giáo viên dạy văn đã hướng dẫn Mai chọn 3 trong số 10 thảm họa thiên nhiên em tìm hiểu được để làm dẫn chứng cho sự tức giận của tầng ozone. Ba cái thảm họa thiên tai đó là một là núi lửa Fuego này. Núi lửa Fuego phun trào hai đợt khiến ít nhất 99 người thiệt mạng, 3.000 người phải sơ tán và gần 2 triệu người tại các khu vực lân cận bị ảnh hưởng. Hai nữa là nắng nóng ở Montreal này và ba là cháy rừng ở California. Tác hại của cái việc mà tầng ozone bị thủng ấy, nó đã ở rất gần rồi và nó xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc với mọi người. Dù có là người hùng hay là một vĩ nhân như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể vượt qua giới hạn của bản thân mình. Cũng như người anh hùng ozone cũng cần được có sự sẻ chia, quan tâm thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Tôi sẽ nhờ gió mang thư này đến cho anh vì anh bạn ấy ở gần anh nhất. Cũng vì gọi tên anh ấy, Win, tôi cứ liên tưởng đến Win, thần chiến thắng, một người có thể giúp chúng tôi đủ bản lĩnh để sửa chữa những sai lầm đã qua và trở thành người bạn mà anh có thể tin tưởng. Bức thư sẽ được dịch sang tiếng Anh, góp tiếng nói thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ tới vấn đề toàn cầu. Thưa quý vị, xuất thân trong một gia đình nghèo ở miền quê Phú Thọ, nhưng với sự yêu thương và sự quan tâm đầu tư của bố mẹ khi học phổ thông, ông Đào Minh Quang đã trở thành sinh viên của trường đại học tại Cộng hòa Dân chủ Đức, trở thành người thành đạt tại Đức. Ông luôn đau đáu với tâm nguyện làm được điều gì đó cho thế hệ trẻ kiều bào Việt Nam tại Đức cũng như thế hệ trẻ ở quê nhà Việt Nam. Ông đã thành lập quỹ Đào Minh Quang để thực hiện tâm nguyện của mình. Quỹ Đào Minh Quang được thành lập theo Bộ luật Dân sự Đức, có năng lực pháp lý độc lập, theo đuổi các mục tiêu công ích và từ thiện. Với tiến sĩ Đào Minh Quang, từ thiện và công ích chính là biểu tượng của tình yêu và sự tri ân mà ông muốn dành cho quê hương mình. Với quan niệm kiến thức là quyền lực, kể từ khi thành lập Quỹ Đào Minh Quang, đã có rất nhiều dự án tài trợ cho thế hệ trẻ là những học sinh, sinh viên Việt Nam tại Đức, cũng như những học sinh, sinh viên ở quê nhà Việt Nam hàng trăm suất học bổng, trị giá nhiều tỷ đồng, với ý nghĩa động viên, khuyến khích các em có ý chí vươn lên, đạt được những thành tích trong học tập để theo đuổi ước mơ của mình trên con đường tri thức. Và để hiểu rõ hơn, Quỹ Đào Minh Quang cũng như rất nhiều dự án với các gói học bổng trị giá nhiều tỷ đồng cho các trường đại học tại Việt Nam mà Quỹ Đào Minh Quang đã tài trợ, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với người sáng lập quỹ, tiến sĩ Đào Minh Quang,
nhân chuyến về Việt Nam trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội hồi đầu tháng 5 vừa qua. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Thưa ông, trước hết ông có thể cho biết cái ý tưởng khi mà thành lập cái quỹ Đảo Minh Quang không ạ? Ngày xưa thì khi còn sống, bố và mẹ tôi luôn có một cái ý định và đã từng làm cái tài trợ cho các bạn học sinh nghèo, mặc dù cuộc sống của bố mẹ tôi vẫn còn nghèo khổ. Và xuất phát từ quan điểm đó thì với cái quá trình lớn lên và được đào tạo, giáo dục thì tôi luôn luôn hướng về cái giá trị của đào tạo văn hóa. Thì tôi cho rằng có những cái giá trị đó thì người ta có thể xây dựng được cuộc đời mình và phát triển một cách bền vững. Vì thế mà tôi đã thành lập cái quỹ này tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi coi cái quỹ này là một cái biểu tượng tình yêu và cái sự tri ân và trước hết đối với bố mẹ tôi. Và sau đó là đến các thầy cô giáo, các cái công dân của hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức là những người đã cho tôi những cái giá trị để tôi hiểu biết rằng kiến thức đúng là quyền lực. Và tôi muốn truyền lại cái giá trị trên cho những người có cái động lực để muốn thay đổi cuộc đời mình và phát triển một cách bền vững. Ông có thể cho biết đôi nét về cái hoạt động của Quỹ Đảo Minh Quang thưa ông? Quỹ Đảo Minh Quang được thành lập vào tháng 12 năm 2016 sau rất nhiều năm trăn trở. Thành lập cái quỹ này với cái mục đích là để khuyến khích cái hợp tác phát triển giữa hai quê hương của tôi là Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. Cái quỹ này có 5 hoạt động chính. Một là cái khuyến khích cái đào tạo phổ thông, hai là khuyến khích cái đào tạo đại học tại Việt Nam, ba là khuyến khích cái tài năng âm nhạc, và bốn là khuyến khích cái phát triển bền vững, quá trình lập nghiệp, khuyến khích cái trao đổi về văn hóa và âm nhạc giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. Cụ thể ở Việt Nam chúng tôi tập trung chủ yếu vào cái việc tài trợ cho 7 cái trường, trong đó có 5 trường đại học và 2 cái trường phổ thông cấp 1 và cấp 2, chủ yếu là dưới cái dạng cấp học bổng. Còn ở bên Đức thì chúng tôi tài trợ khoảng 25% kinh phí, chủ yếu trong cái việc về hội nhập của những thế hệ thứ nhất tại Việt Nam, và thứ hai là cái tư vấn và hội nhập nghề nghiệp của cái thế hệ thứ hai tại Cộng hòa Liên bang Đức, và những cái tìm hiểu những cái hội nhập và cái mâu thuẫn hoặc là những cái xung đột, những cái giải quyết giữa cái thế hệ thứ nhất và thứ hai của người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Với cái nguồn kinh phí mà chưa phải là lớn thì chúng tôi đã cố gắng tập trung vào những cái tài năng, chủ yếu là với khích lệ và động viên cái sự ham học cũng như những cái khả năng giỏi của các cái bạn, để làm sao các bạn có cái động lực lan truyền tải tới các bạn khác để chúng tôi cùng nhau học tập. Vì tôi cho rằng chỉ có học, chỉ có kiến thức và kinh nghiệm mới có thể xây dựng cuộc đời mình một cách bền vững. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban Chỉ đạo Đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.